anh về. Một chim anh Minh mang về rồi, ok. Em ơi, đẩy xe em ơi. Đây là chủ áo trái anh Anh Thành ơi. Lúc này là mình chỉ hâm nóng lại thôi nhỉ. Đấy, nhưng cả sáng nay mình là ninh ra đây. Nước này cho rượu mới gừng vào thôi. Mí gia vị vào xong rồi hòa đều đấy thì cho nó vào thôi. Hôm nay mình với cả các bạn đi ăn gà tần nhá. Mình và các bạn xuất phát từ đường Phùng Hưng. Đường Phùng Hưng này buổi tối đẹp lắm. Mình quay mấy cảnh mình chia sẻ cho các bạn xem. Ở chỗ này là ngã 5 các bạn ạ. 2, 4, 5 đúng rồi. Ngã 5 giao giữa nhiều đường, nào là phố Hàng Lược này, Hàng Cót này, vừa Gầm Cầu này, Phùng Hưng này. Trước mặt các bạn kia là phố Gầm Cầu. Trong phố Gầm Cầu thì có rất là nhiều các cái quán nướng. Bên này thì có quán bún riêu tóp mỡ hương béo này, ăn khá ngon này. Bún riêu tóp mỡ hương béo thì có nhiều cơ sở rồi, mình chưa quay lần nào. Hôm nào mình quay cho các bạn xem sau nhé. Còn bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đến quán gà tần. Quán gà tần này người ta bán hơn 10 năm rồi. Mình thấy là cái đặc trưng của quán gà tần này các bạn ạ, là người ta bán loại gà ác, cái loại gà bé bé. Các bạn ăn một lon đây là nó nguyên cả một con gà luôn. Đây là phố Hàng Cót các bạn nhé. Và phố cổ buổi tối thì lúc nào cũng lung linh đèn đóm. Đến đêm bên này là có lẩu dê Nhất Ly này. Lẩu dê Nhất Ly này ngày xưa là bán theo kiểu là quán bụi các bạn ạ. Bây giờ thì người ta chuyển sang kiểu nhà hàng sang trọng như thế này. Bây giờ mình đến quán gà tần rồi. Địa chỉ ở đây là 12 Hàng Cót các bạn nhé. Quán nhìn nhỏ nhỏ này thôi. Đấy. Đây quán đây rồi các bạn. Ở đây là 12 Hàng Cót các bạn ạ. Chỗ này thì mình đi khoảng tầm 20m nữa là ra phố Phan Đình Phùng. Giờ này mình và các bạn đến đây là giờ khoảng tầm 7:15. Quán ở đây thì người ta một ngày người ta bán rất là nhiều gà tần đấy các bạn. Người ta bán nhiều lắm. Giờ mới chuẩn bị là cái giờ mà người ta đang bán đông khách thôi. Còn quán ở đây thì người ta bán cả ngày. Giờ chuẩn bị đến giờ đông khách em nhỉ? À, trên này là cô toàn để gà trắng đấy hả? Không, đây là chim em ạ. Đây là chim bồ câu. Thì đây em ăn gà đen đúng không? Vâng ạ. Đây gà trắng đấy các bạn em. Chỉ có mỗi cho non thôi. Đây gà trắng em, một loại đây là gà trắng. Gà đây. Đây, gà trắng đấy. Gà mới cả gà ác thì ở đây. Đây, đây là gà trắng, còn đây là gà đen. Vâng. Đấy, được hay gà đen đây đây Hiền ơi. Gà này nó có ít quá. Ít quá à? Thế thôi để ngoài đấy cũng được. Nào mình lấy gì đấy hả em ơi? Gà trắng không về? Ồ, gà trắng. 5 nhăm em. Cái này là em bán ship em về à? Đúng. Ăn về, đóng đóng gói, bó, 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 bó. À, thế là mình sẽ bọc trong cái giấy này, giữ ấm này à? Giữ ấm nhiệt đúng rồi mà. Này cô ơi. Đây, đây là lấy. Cho ít quất này là gia vị với cả có ớt à không? Đây kia kia. Có mì không ạ? Hai mì đen. Hai mì gà đen. Có hai quả trứng chưa? Này giá nhà mình dùng nhiều nhỉ em nhỉ? Vâng, có thể tầm gần 10 cân, hơn 10 cân. 20 cân. 20 cân một ngày hả cô? 20 cân. Ăn giá này nó mát, nó dễ ăn rồi. Đúng rồi. Ơ chị ơi, hai quả trứng rồi, ok, tầm 1 bát hay 2 bát em. Đấy, mình trần qua thì tí nữa thì nó ngâm nhấm nước. Ngâm nước rồi, không bị giờ đánh quá. Đúng rồi. Ăn nó ỉu thì nó... Vâng, đúng rồi. Một chim anh mình mang về rồi, ok. Em ơi, để xe em ơi. Chú áo trái anh Anh Thành ơi. Anh Thành ơi. Đấy, số lại 75.000 đấy nhỉ. Vâng. Một chim hai gì nhỉ? Một chim đánh rồi, 101-125. Đây trứng vịt lộn này em. Vâng, trứng lộn ăn cùng. Cái này bao tiền quả? Cái là 10.000 một quả. 10.000 một quả. Này mà ai ăn cái kia đòi đói ăn thêm quả này nó ngon nhá. Nhưng khi gần đây thực sự là người lại ăn thích ăn sốt đùi. Đùi ăn thêm. Là ăn thêm cả sốt đùi đấy ạ. Vâng. Đùi ăn. Đúng ra đang khỏe anh nghĩ là ăn thêm được cái đùi nữa đấy. Ừ, ăn thêm đùi với ăn con gà. Nhìn hấp dẫn nhỉ. Bạn nào hiểu ơi? Đây đây con đây không? Hai mấy bạn được. Rồi rồi rồi. Đây bạn trẻ con. Của em là 2 mì gà đen đúng không? Và 3 quả trứng. Rồi.
Lúc này là bắt đầu khách ùn ùn đến rồi đấy nhá. Đến bây giờ mấy là mấy đông rồi. Đâu rồi? Nó giờ hết rồi, đi ăn hết rồi. Bây giờ ta làm đến đi đúng làm. Giờ đó anh ấy là đúng rồi. Đông ngay. Nhà mình thì cứ ngay phục vụ ở đêm. Đêm có đông không? Có lúc khách cũng vào 2 giờ cũng vào, 2 giờ sáng cũng vào có. 2 giờ sáng vẫn vào đây à? Vâng. Rồi thì lúc ấy nhà em vẫn đang dọn thì chiều khách thôi. Chiều khách là coi như mẹ đây. Chiều khách tí rồi. Đêm làm họ mà đúng không? Đúng rồi, cái này làm cho họ đi thôi mình lấy được. Thôi sáng mình vắng thì đêm mình bù. Sáng vắng sáng. Cái món này là thế em ạ, món này chỉ bán được tối thôi. Tối rồi, còn tối tầm đi ăn thôi chứ sáng đa số ít. Còn đi làm, đi học hết rồi. Đây là đi. Có trứng để đây đâu rồi, giả cho mẹ đâu. Đâu, đâu, đâu đây có để bằng kia là 3 trứng. Bằng kia 3 trứng mà, mời mẹ vào đi ạ. Trời ơi, mẹ để đấy cho con giả cho mẹ mà. Tưởng là giả cho mẹ rồi. Để bằng trứng đi vào. Ok. Hơi khói. Bán hàng đông khách sướng quá cô nhỉ. Này cả nhà tập trung vào cả hàng. Cả nhà luôn, dâu rể trai gái đầy đủ luôn. Cái này cứ trống lên đâu là mình lại tiếp vào đấy chị nhỉ. Nhiều người ăn còn cho trứng và gà luôn này ăn cũng được. Đấy, thì có hay. Đấy. Có thiệt. Thế nào có thiệt không? Ơ, đợi. Đây, hai miếng đen thôi, đây, hai miếng có trứng ở kia. May là không... Đợi mình quay thì không đông quá. Đông đông như cuối tuần rồi, chắc không chỗ đông quay thật. Đấy, tiếp thêm nhờ là đây. Lúc này là mình chỉ hâm nóng lại thôi nhỉ. Đấy, nhưng cả sáng nay mình ninh chỉ nóng lại là chín luôn rồi. Chứ nếu mà ninh sống thì lại không kịp được. Phải ninh rồi, đánh trước thế. Đây là sữa đậu lành à chị? Ở đây là mình có những cái loại nước gì đấy ạ? Trà chanh, trà quất, nước cam, nước quýt. Vâng. Dừa tươi. Dừa tươi cũng có luôn. Có, nước ép hoa quả. Vâng. Mình ăn gà gì nhỉ? Là gà đen đen ấy. Là gà màu đen. Cho con hai gà đen với mì nhỉ? Hai gà đen với mì với lại hai trứng. Trứng là cho mía để ngoài. Để ngoài thì ạ. Được rồi. Hai quả trứng đập vào một bát hay hai bát? Hai bát ạ. Cho con hai nước quất nữa. Con ơi. Ấm nhỉ? Hai mì gà đen. Hiếu ơi, Hiếu nghe này. Hai mì gà đen, hai quả trứng đập ở ngoài và Hiền ơi, cho xin hai quất Hiền ơi. Hai quất. Nước ấm được không cô? Quất nóng thì ok. Em ơi, em ăn về. Để xe cái giúp chị cái bát áo trắng ấy. Tất cả nước giả đủ cho Hiền ơi. Đầu tiên là một quất một chàm sữa nóng. Sau đó đến hai quất. Hiếu ơi, Hiếu làm cho nhà đấy thì Hiếu không cần phải mang gia vị, vì người ta có gia vị mì rồi. Rồi em chỉ lấy tiền luôn nhé. Của em là 2 mì gà đen 150, 2 quả trứng là 170. Mấy này quất. Được. Được. Có mã trong nhà đúng không ạ? Đừng ngồi đấy, được. 150, 170, 201. Rồi con vào đó. 2 mì gà đen. 2 quả trứng đập 2 bát ở ngoài, đúng không em? Vâng ạ. Con ăn đi. Bao tiền cô nhỉ? 201. Em ơi, em ăn gà đen, gà trắng hay chim bồ câu em? Em 2 mì gà đen. Có ăn thêm bánh mì rán hay trứng vịt lộn không em? Uống gì chị lấy cho em nhỉ? Trà chanh, trà quất. Trà chanh, trà quất sữa đậu lành. Sữa nóng, trà quất, trà đá của anh ạ. Một sữa nóng là bàn số 9 nhá. Ở đây một trà quất trà đá đây này. Đây đây, uống em. Một trà quất trà đá đây. Và hai trà quất bên này. Hai trà quất bên này. Hai trà quất. Rồi và sữa nóng bàn số 9 nhá. 201 chị nhận được rồi nhá. Em ơi, của em 2 mì gà đen không thêm gì đúng không em? Rồi, 150 của em. Một gà đen. Đông quá là phải thu tiền trước. Vâng. Đấy. Rất nhiều mênh mông bàn em ơi, 10 bàn nó bỏ không cơ. Rồi. Của em là đi một đen một trắng là 140 mấy quả trứng em nhỉ? 160 quất trà 25 là 185 em. Ơ chị đây. Hai trà đá, hai đùi có mì không?
Hai mì đùi ở trong nhà mới vào con ơi. Của em một chim hai trứng nhá. Thế là của em là đi 101 là 103. Ga giả trả em rồi gì? Rồi, bà này chỉ lấy tiền em chưa nhỉ? Dạ. Của em là hai mì gà đen và hai trà đúng không em nhỉ? Của em 106. Rồi. Em muốn quay được mã QR không? Hai hộp cơm với quà đi Hiền. Em chuyển cho chị 1.600.000 à? 1.600.000 à? Em ơi, em ăn gì em gọi đi. Gà đen, gà... Hai gà đen. Hai mì gà đen. Một trà đá, một sữa đậu. Hôm nay em làm 500. 500 là cho tất cả đấy hả Biên? Vâng, là tổng cả gà ri, cả gà ác. Ừ. Vâng. Ồ, chứng tỏ nhà em làm nhiều nhỉ. Em làm đây là bao nhiêu năm rồi? 15 năm rồi anh ạ. 15 năm à? Vâng. À, đây là nhà mình đúng không? Vâng. Trong cái lon này là mình đã cho thuốc bắc vào đây rồi đúng không em? Đúng rồi. Ngày cứu này là mình đã lục chín rồi đấy hả? Đúng rồi, chưa hết rồi. Cái này mình luộc xong mình có phải rửa trước thì không phải? Chắc là mình rửa sẵn rồi xong rồi mình luộc sạch hơn. Thế là mình luộc thẳng luôn chứ mình không cần phải rửa lại nước nào nữa. Vâng, mình rửa hết rồi, đặt hết rồi, toàn bộ luôn rồi. Sạch sẽ rồi, rồi mình ra mình luộc xong rồi mình lấy. Anh thấy nhiều nơi là người ta luộc xong rồi bắt đầu người ta rửa qua 1-2 lần để cho nó giảm bớt cái đắng. Thì mình thì không cần thiết làm cái đấy đúng không? Không cần đâu, bởi vì lúc nay cũng chả bị đắng lắm. Nhiều người cũng sợ đắng, đến lúc mình ăn khách hàng ăn lại không thấy đắng. Nhiều người hay sợ thế. Trông nhìn cái khay này thôi nhưng mà đếm ra là cũng nhiều lon phết đấy. Cũng tầm khay đây bé này tầm 20 lon thì kia tầm 30 là tổng là 50. Toàn bộ cái gà này thì mình làm như này thôi hả? Đúng rồi, vâng. Gà này thì sẽ bán ít hơn là gà đen. Gà này thì vâng, gà này thì nhiều người thích ăn gà đen hơn, nó ngọt thịt hơn và gà trắng. Trắng là gọi là ăn nhiều thịt thôi, thì gà đen nhiều thịt đen hơn, nó dễ ăn hơn. Nhỏ gà này nó bé nhỉ, nửa con mà đút lọt thỏm trong cái lon này. Không tỉ, lúc gà nó to, lúc gà nó bé. Chứ mình không, chắc là mình cũng phải có một cái yêu cầu về kích cỡ chứ đúng không? Có, nhưng mà một tỉ vào thời muối, có hôm nó hay cái kia. Ui ôi, chị Trần cái nồi rau to thế. Cái này là mình luộc chín luôn gì nhỉ? Luộc chín luôn. Vâng. Đây luộc chín này chắc nhanh đâu đúng không chị? Nhanh. Hay là mình có cần phải dừng chết thì không? Hay chỉ cần chín qua là xong nhanh, nhanh mà, thế này rau nó non cũng nhanh. Vâng, nhiều nhỉ? 50 cân rau. Một ngày 50 cân rau em? Vâng. Ít thế. Công nhận là mình quay nhiều quán mì gà tần rồi nhưng mà mình thấy quán ở đây công nhận là làm nhiều thật. Một ngày thì làm mấy mẻ rau này chị? 2-3 mẻ này. Khoảng bao nhiêu phút thì có hả chị? Tí là được nhưng mà. Tí là được hả? Đằng nào tí nữa thì cũng hầm gà đấy thì cái này nó cũng mềm nhưng mà cái này lúc mà chị luộc cái này là có mục đích gì không? Để làm sạch à? Chân để cho nó đỡ bị đắng. Thế là nhiều người ăn cũng thích ăn đắng phết đấy chị ạ. Đúng rồi. Người đắng thì không ăn được. Cái số đấy thì nó cũng không nhiều chị nhỉ? Đúng rồi, nó ít thôi. Mình phục vụ với chung. Nó ít thôi. Làm trần xong mình vắt cái nước nó đi rồi thì là nó không đắng. Đúng rồi, chỉ cần nó hơi lên cái vị đắng một tí thôi để nó ra cái vị gà tần thôi. Thì em là người em ăn được đắng ấy, nhưng mà ăn gà tần em chỉ muốn ăn nó kiểu nó hơi đắng một tí thôi thì nó ngon, nó lên được cái vị gà. Hay rửa rau nhiều này cũng rửa lâu phết đấy chị nhỉ? Vâng, rồi chậu to rửa. Thế mình phải làm từ sáng sớm à? Làm từ sáng sớm. Gọi người ta giặt sạch sẽ xong ta rửa ra mang đến cho mình ý. Mình chỉ việc trần thôi. Vâng. Thế với cái việc mà chị làm giảm cái độ đắng của nó đi như thế thì chị có cần phải chọn những cái rau nó non không hay là rau lạ? Rau non thì nó làm nó nhanh hơn. Rau đợt nào mà nó cứng nó già thì mình lại phải trần lâu hơn. Nặng như nặng như. Quả này là cứ phải khoảng 4-5 cân cả nước. Mình trần mẻ này xong làm hết mình trần tiếp hay là mình trần liên tục cho nó hết cái lượng rau ngày hôm nay luôn này? Trần hết cái chỗ này. Trần hết lượng rau ngày hôm nay luôn gì ạ? Vâng. Bây giờ lại đến quả khâu đùi gà. Vâng, đùi gà. Đùi này là đùi của gà to hả em? Đúng, đùi gà to, nó hẳn to hẳn, con to đùi. Thế là đùi này là mình phải đặt riêng đúng không? Đúng là riêng, có những chỗ còn chỉ lấy đưa nó đùi thôi, không cần thiết phải đưa vào bộ phận còn lại. Ờ.
đùi gà này thì giá nó có hơn so với cả cái gà kia không ạ? Đùi gà to bằng nửa con giá, con gà nửa nhỏ. À, bằng giá của con nửa con gà này. Vì nó to bằng con thịt nhiều bằng. Thịt nó cũng nhiều hơn nhỉ? Tùy khẩu vị con nửa, có thể là em cả nửa ít vừa vừa, có thể ăn đùi thôi. Ừ. Mà gần đây thì cái giá số trên đùi. Ừ. À thế à, gần đây lại ăn thích ăn đùi nhiều hơn ạ? Ừ. Còn nếu ăn nửa thì lại nhiều, và ăn đùi vừa sẽ ăn hơn. À. Thì ăn gà nó là phải gặm rồi đúng không? Nhằn xương cái này chẳng mấy. Chắn là mát là đầy thịt. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, còn mà nấu là lọc đùi ra hơn. Lọc đùi cái xương ra đùi quần vào. Chỉ ra thịt. Đây là hầm đấy hả em? Cái này là em hầm chắc là cũng mới đúng không? Chưa thấy hơi thiết tình cả. Mình mới cho vào thôi. Con gà trắng này thì sẽ hầm lâu hơn, mà mấy con lại gà đen hay là... À thế à? Còn gà trắng này phải tầm 45-50 thì nó lượng gà to hay nào. Còn gà đen là nhanh hơn, tầm nửa tiếng rồi. Được rồi. Gà đen là thân nó mỏng hơn đấy. Ít thịt hơn, thịt có khác hơn. Con này là gà nó nhiều thịt, nó mỡ hơn mà nó phải to hơn. À thế à? Cái này thì em sẽ hầm trong khoảng thời gian là bao lâu? Đây tầm 45 đến tầm tiếng thì gà to hay gà được. À thế à. Cứ đến cái khoảng thời gian đấy là mình bắt ra thôi chứ bắt ra thì sao có thể vừa vừa cái nước này là nước gì đấy em? Có gừng này, đấy là rượu trắng, nó rượu trắng nó khử tanh rồi này. Là nước trắng thôi hay là nước này nước xương hả? Nước trắng. À nước trắng thôi gì? Nó gia vị cho gừng với cả cho rượu, gừng nó thêm thơm hơn một tí, rượu này khử tanh. Mình cho trước. Nếu mình cho gà trước vào thì nó không cho nước được, mình kín hết cái hồ lo mất rồi. Cho nước trước. Gà chín đều trên dưới luôn. Rồi. Nên làm này mới đạt được 1.000 suất một ngày ấy, đúng không? Bạn kia bạn này mới. Chắc bán được 1.000 một tỷ bởi vì trong thành công rồi. Ô thế một bán nhiều như thế thì mình chắc không phải bán ship nhiều nữa đúng không anh? Ship thì mình không hay đăng lên đó lắm, nhưng mà đó số khách hàng có khách hàng mình cũng thích mình đăng lên nhá. Xong rồi đấy thì cứ đăng vào lúc sửa giá sửa hơi đằng đằng thế. Nhà mình cái lượng bán ship với cả so với bán trực tiếp đây thì cái nào hơn? Thì trực tiếp hơn, ship thì cũng có nhiều nhưng mà đa số trực tiếp đông người ăn, người trải nghiệm ngồi ăn hơn là bán ship. Còn những ngày kiểu mưa gió lạnh mà người ta ship luôn. À đúng rồi. Gió lạnh thì người ta ngại ra. Vâng đúng rồi. Nóng quá thế gì đấy. Anh nghĩ là cái món gà tần này thì ship về ăn không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng nhỉ? Đúng rồi. Về chỉ cần đun nóng lại là xong. Đúng rồi, nóng thì mình rửa sẵn rồi mà mình chỉ về đun nóng lại là xong. Còn những ai mà họ muốn lấy sống để mà nguội để mai ăn thì mình đun cách thủy lên. Hãy bảo là đùa bảo khách hàng đun lại cách thủy là được. Thế làm quay lò vi sóng có được không? Sóng mà để chất lượng nó ngon lại không bằng cách thủy. À thế à. Anh cảm giác như quay lò vi sóng nó bị chảy mỡ thì đúng rồi, đúng rồi, ăn lại không được ngon. Thuốc mà bé dạng như này thì mình lựa thành hai cái. Mình chia đều khách cho làm. Thế làm sao phải đủ về mặt số lượng? Vâng. Mình cứ lượng theo mình chia lâu mình biết. Cả táo cũng thế hay là sen hay là mấy cái khác cũng thế luôn. Chung là cái quy này thì mình cũng có người nhập bối là cũng họ cũng làm hết. Thế rồi thử phần thái chọn lọc có thấy là sạch sẽ rồi. Nhập luôn. Nhưng lúc mà mình nhập về mình có thể kiểm tra trước mình cái nào mà không ổn định hay là hàng làm hàng lỗi thì mình làm lại. Lại ra đấy. Lỗi thì là lỗi của gì đấy? Nó xấu à? Xấu với cả cái cứng nó hỏng hay nhiều cái có. Để cũng có thể cả hàng để cũng lâu vậy. Anh thấy là ví dụ như mình cho vào mỗi cái một miếng như này thì mình có yêu cầu cắt như thế nào hay là mình cứ mua về như thế thôi? Sẵn này là mình vừa một lon gà đất rồi. Không còn phải dừng cái toàn lúc mà có cái nào mà độ to quá thì mình chia đôi đãng được. Mình chỉ cần tầm ước lượng tầm như này là được. Đó. Sen thì cho cũng không lên quá nhiều, cho ước lượng. Hai viên một lon à? Tầm 2-3 viên một lon. Có phải có tí sen mà ăn là thơm. Có tí sen ăn đúng chuẩn mùi và thuốc bắc. Có tí sen thì họ thì sen hoặc thì cái này thì cái thử. Thì đúng lựa chính là cái thực thục của cái này. Họ thích nhìn sen thì ăn sen thì cho nên lúc mà ăn gà đập mắt khách hàng là phải có sen trước, rồi đèn táo, xong đấy gọi là đỏ đỏ cái tử. Đúng rồi, chiều sen là mất điểm ngay. Cho nó điểm ngay. Có lần khách hàng bảo sen đâu. Đấy, đấy cái lượng thờ, đây là gọi là thục đấy. Đấy, đây đen con thằng thục mà phải gọi là nó con phải đen thần bên trong này, nó cắt ra như này, nếu mà nó bên trong đỏ kiểu kho sống nó không được ngon lắm, ăn nó sẽ nhạt, rất nhạt. Nên lúc mà có lần mà ăn mà kêu nhạt rồi thì ngay là do thục này.
chấm được cái phần thành phần chính này thì khách hàng lại không ăn mày. Phần là nước là được rồi. Đúng rồi. Nước này. Thực ra là anh thấy cái này nó chỉ ra chất thôi chứ còn đến lúc ăn thì anh không ăn cái này. Bởi cái phần nó cần chảy ăn mấy cái này đâu, và ăn táo với sen với cả mấy cái phần khác là chính. Đúng rồi. Đây, anh nhìn này. Đấy, thục phải, nhiều người không để ý thục đâu. Thục phải có đen đen này nó ngon. Nhiều người hay cho thẳng vào lúc mà mình không biết là bên trong nó sẽ như nào. Thục sống hay là thục nó vẫn ngày là vừa. Lúc thục đỏ nó sẽ không ăn, khách hàng sẽ kiểu như nó sẽ ảnh hưởng đến nước của cá tần nữa. Nhạt nước. Đỏ là nó bị đỏ trong lõi ở bên trong. Trong lõi trong, nhưng bên ngoài sẽ đen. Nhưng mà bên trong nó đỏ, nhiều người không cắt ra không biết rồi. Ta làm thục này như thế nào đấy? Đâu bây giờ hỏi là mẹ em chính, mẹ em đúng là đời từ bố. Từ đời ông bà em thôi, còn đời em chỉ lại. Đúng rồi, từ đời ông bà biết hết, từ cách thủ công làm luôn. Bán hàng thì em là đời thứ mấy đấy? À, em đời thứ hai. Đời thứ hai ạ? À? Vâng. À, từ bố mẹ em mở ra cửa hàng này. Vâng, đúng rồi. Sôi sùng sục luôn. Sùng sục, đây là đoạn gà mới xong sôi. Cái này là mới sôi đây không ạ? Vâng, mới sôi. Thì thường là sôi xong thì mình để cho nó ngâm lúc cho nó chín đều bên trong nữa. Nên là chỉ nhìn bên ngoài nó chín nhưng bên trong nó vẫn có thể sẽ hơi sống một tí. Đấy. Một lần mình hầm mẻ này thì được khoảng bao nhiêu lon hả chị? 50 lon một mẻ. 50 lon à? Chẵn luôn đấy hả? Chẵn luôn. Hôm nào mà gà nó lẻ thì mới kẹp vào thì là được 52 lon. Vâng. Chị ơi, cái nước mà hầm này thì là nước gì đấy? Nước ngải cứu. Cái nước luộc ngải cứu luôn đấy ạ? Vâng. Nếu mà không có nước ngải cứu thì cho nước trắng. Nước trắng cũng được à? Nước trắng cũng được mà. Vâng. Nước trắng thì nói chung là ngải nó không có ngải cứu thì cái lon gà nó trắng. Vâng. Nó không được vàng gà. Chà, em nghĩ nếu mà dùng cái nước ngải cứu nó sẽ đậm vị hơn đấy nhỉ? Nó lên mùi hơn, thơm hơn. À, bây giờ bắt đầu là chị mới đổ nước vào cho nó đầy. Đúng rồi. À. Nước này cho rượu mới gừng vào thôi. Mới gia vị vào xong rồi. Hòa đều đấy thì cho nó vào thôi. Nhà mình làm nhiều thế thì để mà hầm hết cái số gà trong một ngày thì có quá trương đến chiều không? Em hầm nếu mà xong là phải đến 2-3 giờ chiều đấy. 2-3 giờ chiều mới xong hết được cái số. Đúng rồi, gà. Tại vì mỗi một nồi của nó gần một tiếng. Vâng. Thì nó lâu. Nhà mình ở đây thì có 2 nồi. Có 2 nồi thôi. 2 nồi thì mỗi lần được 100 lon. Mỗi lần được 100 lon. Bán chính là buổi chiều hay buổi tối rồi không? Em bán chính là buổi tối, còn buổi sáng này bọn em chỉ có làm hàng thôi, có khách thì bọn em bán. Vâng. Còn đa số là buổi tối. Nhét hết cái chỗ gà này lâu quét đấy nhỉ em nhỉ? Vâng. Nhét quen những tầm tiếng hơn hết rồi. Một tiếng á? Tiếng hết rồi. Có tầm hết luôn hả? Tiếng hơn tiếng là xong. Hết rồi. À thế à? Quen nhét nhanh, sợ lúc mới thì cũng hơi chậm chậm tí. Ừ. Này em nhét gà xong em còn phải cho ngải cứu. Đấy, gà đen khác gà trắng, cái là đổ nước đó đúng không? Không, cái này vẫn đổ nước bình thường, nhưng mà gà đen khác gà trắng là phải đem cho rau được ở giữa này. Không, à, không như gà trắng rồi, gà kia trắng chỉ có mỡ nhựa. Phải làm cái thứ hai là gà đen nó thịt nó, lúc đầu nói là thịt nó nhỏ hơn, nó xương nó mềm hơn tí thì lúc mình cho rau nhét cầm ấm bóp lại thì nó dễ hơn. Đấy, như này. Đúng rồi. Đấy, như này. Lúc đấy gà trắng em phải nhét gà vào trước. Đúng rồi, gà trắng nó to, thịt xương nó cũng cứng hơn nữa. Ừ. Thế nên này nó thịt nó xương nó mềm hơn thì mình thoải mái hơn. Ừ. Thế làm nó cũng nhanh hơn. Đúng rồi đấy, chính vì thế thì nên nhanh hơn gà trắng. Trắng nó cầu kỳ trắng hơn. Trắng nó lâu hơn. Thế cả nhà em lại toàn chủ yếu là bán gà đen nữa đúng không? Đúng rồi. Cái thời gian làm nó cũng nhanh hơn. Chính là nhiều đen hơn thì mình phải làm nhiều hơn. Trắng làm ít hơn. Nhà làm gà tần thì toàn mua ngải cứu em nhỉ? Ừ. Ở nhà làm gà tần toàn mua ngải cứu. Mua ngải cứu này nó mạnh. Thơm. Lúc sông lên rồi cho còn cái cửa sổ. Nếu nhiều người đi qua cũng kêu thơm này. Anh nói thật là riêng cái gà tần này mà gửi mùi là thèm ăn lắm đấy. Đúng rồi. Của nó. Cái món này ăn nhiều thì có thể ấy nhưng mà lâu lâu không ăn là thèm lắm. Kiểu nó mát, ăn nó vừa mát mà vừa có cái chất thịt. Chôn nóng là ngày hàng ăn này mình cũng gần như là quanh năm được. Không sợ kiểu gọi là mình bán mấy đồ khác thì nó sẽ có lúc đợt này đợt kia. Đấy, cái này cũng có mùa vụ nhỉ? Đúng rồi. Đồ ăn này ra sống quanh năm, quanh năm hàng tháng đều người ăn được. Ừ. Người mới thì người cũ đấy. Chuẩn chuẩn. Rau này ngon, lúc khách hàng thích ăn rau thì bỏ hẳn rau. Có người bỏ ăn nữa là... Nhiều người bỏ rau không? Ít rồi, đa kiểu. Ít rồi, cũng có. Đa kiểu là thích ăn gà tần này là phải thích cái mùi này kiểu. Rau nhưng mà ít người, người ta một lần có bầu hay ấy, người ta không ăn rau. Vâng.
Em nghĩ là với cả nhiều người, người ta không ăn mình đắng nhỉ? Hơi có đắng thì có khi người ta không thích ăn. Đúng rồi. Mình chèn mình vắt đi rồi nó trắng. Nhiều người sợ nghĩ là thịt nó sợ bở bở, thì bở nên là họ sẽ kiểu ăn chợ đen nhiều hơn. Ăn nó vừa miệng mà không quá no. Nhiều người ăn trải nghiệm chỉ ăn gà đen. Nhiều người ăn đói thì ăn gà trắng. Cái mẹ này chín chưa chị? Cái mẹ này chín rồi anh ạ. Được, bây giờ bắt đầu nó lên mùi thơm thế. Bây giờ là chị gắp ra khay để đem ra bán đây đúng không? Vâng. Hay là mình bán được cho khách rồi, hay đến lúc mà bán cho khách thì mình không, sẽ... Không, bây giờ mình gắp ra xong mang ra ngoài kia tí lúc nào bạn ăn đến đâu bán đấy để cho vào nồi hâm nóng chứ. Vâng, mình sẽ có một cái nồi ngoài kia đúng không? Đúng rồi, nồi hâm đun nóng ngoài kia, làm nóng ngoài kia. Ngoài bắt đầu nó mới hòa quyện các mùi với nhau, nó mới lên được cái mùi ra ngoài kia thì là tí nữa mình cho vào hâm nóng lên, mình mới chan nước thuốc bắc vào nữa chứ. Vâng, cái mẹ này là mẹ toàn thân gà trắng này. Mẹ đùi xong rồi mẹ cả đen nữa. Đùi cũng gần được rồi. Chị ơi em nhờ nhá. Đây tao bày nhá. Bao tiền? Tầm gà nó 15 nghìn. 15 nghìn. Vâng. Gà mì luôn này, nó không cho thì... hai cái bánh mì nhá. Ok. Anh đang ngồi đây em cắt bánh mì rồi. Ở đây thì mình gọi là một suất là mì, mì gà tần này các bạn này. Đấy, suất này là có giá là 75 nghìn. Đấy, như các bạn thấy thì ở đây là người ta có nguyên một con gà ác. Con gà ác đen này. Bên trong này là có rất là nhiều gà cứu, người ta nhồi đầy ở bụng bên trong. Đấy, con gà này nó bé đấy, nó bé nhìn như con chim bồ câu. Đấy, ngoài ra thì bên dưới là người ta cho rất là nhiều giá luôn các bạn nhé. Ở đây rất là nhiều giá này. Có đủ các cái loại gia vị của cái gà tần Tô Bắc. Bên dưới này thì là mì. Mì thì người ta trần sơ thôi chứ người ta không phải là người ta trần kỹ luôn. Thì vào đây để ngâm một lúc thì là nó sẽ mềm ra là vừa. Cái bánh mì này thì có giá là 7.000 đồng. Cái bánh mì này thì mình không biết là ăn kèm với cả cái mì gà tần này nó có hợp hay không, vì mình cũng chưa bao giờ mình ăn cái bánh mì mà ăn kèm với cả gà tần nữa các bạn ạ. Bánh mì này rất là giòn, giòn tan luôn các bạn ạ. Giòn tan, ăn vào nó tan hết ở trong mồm ấy. Như kiểu là ăn cái gì nhỉ, hồng tôm ấy. Giòn lắm. Cái da giảm đi kèm thì ở đây là người ta có một cái hộp. Trong cái hộp này người ta để trong này là có gừng này, có rau răm này, có ớt này, chanh này. Nhìn nói chung là cũng rất là gọn gàng. Rồi, ok, bây giờ mình xin phép các bạn là mình ăn cái bát mì này nhá. Mời các bạn nhá. Nước đây nó hơi có cái hương ngải cứu thôi các bạn ạ, nó không bị đắng. Và ở trong nước này thì ăn nó ngọt, cảm giác như người ta cũng có cho đường ở trong này ấy. Cái hương vị của thuốc bắc thì là nó nhẹ thôi, chứ nó cũng không mạnh đâu. Và cái nước này nó không bị đắng các bạn ạ. Đây con gà đây. Đây bây giờ mình sẽ ăn con gà này trước nhá. Con gà rất là bé các bạn này. Đấy như cái chân của nó. Người ta ninh cũng dư rồi. Vừa kéo ra một cái thì nó dắt cả xương ra ngoài. Ăn thì nó mềm nhưng mà nó không bị bở các bạn ạ. Mềm không bị bở và không bị quá dư đâu.
ăn vẫn cảm giác là thịt nó vẫn còn chắc. Ở đây thì người ta cho mình thêm một cái bát để mình nếm xương này. Bà nào mình thấy người ta cũng để sẵn một cái bát ở đấy. Đây là cái nước chấm nó chỉ có quất thôi, gia vị quất thôi. Ok, mình mời các bạn nhé, các bạn cùng trải nghiệm với cả mình. Đây cho mình dùng tay các bạn nhé. Dùng tay vì tay kia thì mình cầm cái đèn này. Buổi tối quay nếu mà không có đèn thì là nó lại hơi tối một tí ấy. Ăn dễ ăn lắm các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình ăn tiếp. Mời các bạn nhé. Con gà này ăn rất mềm luôn các bạn ạ. Mềm mà thịt chặt. Gà này mà người ta ninh nó dừ thêm một tí nữa thì ăn nó sẽ mềm nhũn ra. Nhưng đây là thịt ăn vẫn cảm nhận được cái độ chắc của thịt đấy các bạn ạ. Đây các bạn ạ. Đấy, không bị nát lắm đó. Không bị nát. Trong mặc dù là đủ cả con gà thôi nhưng mà cái số lượng thịt mình thấy là nó không nhiều lắm. Ăn mấy miếng thôi thì đã hết nửa con rồi đấy các bạn. Mời các bạn nhé. Cái kiểu ở đây thì nó chỉ hơi đắng nhẹ một tí thôi. Nó kết hợp với cả một chút cái độ ngọt của đường nữa. Bát này là rất no đấy các bạn ạ. Nước này là hơi nhẹ nhẹ, nó ngọt một tí. Ngọt. Này cứu ở đây thì nó không phải là non lắm. Nhưng mà người ta ninh là nó cũng dừ rồi. Ăn nó cũng mềm. Chấm với cả gia vị thì nó lại hơi có độ đậm đậm lên của gia vị một tí, ăn mình cảm thấy là nó ngon hơn, nó phù hợp với cả cái khẩu vị của mình hơn. Đây các bạn nhìn cái cánh con gà này, nó bé xíu xíu thế này thôi, bé chỉ bằng cái con chim bồ câu thôi các bạn ạ. Ăn cái thịt gà này thì ăn nó mềm. Ăn nó dễ ăn đấy các bạn ạ. Cái độ ngọt của nó vừa vừa thôi. Mình cảm nhận là nó cũng khá là phù hợp. Khi ăn với cả giá thì cái giá này nó giòn giòn, nó mát mát. Giá mà ăn với mì thì rất là hợp rồi đấy các bạn ạ. Ở đây người ta có cho mình thêm cả rau răm. À, cái rau răm này là ăn với cả trứng vịt lộn. Ở đây người ta có bán thêm cả trứng vịt lộn các bạn ạ. Các bình thường đúng là mình thấy là những quán mà người ta bán gà tần ấy các bạn ạ, thì ít quán bán kiểu bánh mì này lắm. Thấy mình thực ra lúc đầu mà mình vào mình ăn ấy, ăn lần đầu thì mình sẽ thấy là nó không có sự liên quan lắm giữa cái mì gà tần ở đây với cả bánh mì này. Đặc biệt là cái bánh mì này nó là cái bánh mì nướng các bạn ạ. Bánh mì nướng mà ăn nó giòn kinh khủng luôn ấy. Đây này, các bạn nhìn nhá. Này nó giòn như thế này cơ. Đấy. Mình bóp cho các bạn xem này. Đấy, nó vỡ vụn, vỡ tan ra luôn đấy. Người ta làm cái gì? Người ta nướng nó rất là khéo mà ăn nó xốp. Bánh mì này thì nó cũng hơi ngọt ngọt. Nó có chút cái hương vị của bơ, người ta có quyết bơ vào đây, nó cho thêm một tí đường. Nó chỉ thế thôi, ngọt, độ ngọt nó cũng vừa phải. Nhưng có vẻ như là nó cũng hơi ngậm mỡ. Có vẻ hơi ngậm mỡ, bong bóng của mỡ. Cái phần đầu là nhiều mỡ các bạn ạ. Ăn nó còn tướng cả mỡ ra cơ. Phần giữa thì nó đỡ hơn.
À, giòn đấy nhỉ. Ăn cái mì gà tần ngải thiếu này là nó phải có nhiều ngải thiếu các bạn ạ. Ăn là mới ngon. Mình cứ thích ăn là mì không kèm thêm ngải thiếu vậy. Ăn nó hơi có cái độ nó ngăm ngăm đắng, nó dai dai một chút của cái sợi ngải, của cái lá ngải thiếu. Chấm cả cái này nó lại thêm hơi đậm đậm chua chua của quất. Chấm như này thấy ăn ngon hơn. Hạt sen này các bạn. Hạt sen thì ăn nó không bị nát các bạn ạ, không bị nát bở, ăn nó vẫn cảm giác như là nó có cái độ, nó chưa bị nát hẳn này. Nó chưa bị nát. Ăn nó vẫn bột bột bùi bùi và nó cũng hạt hạt nó vẫn còn chắc. Nó thâu à? Ngọt ngọt, thơm thơm của táo. Cắn vào cái lớp vỏ lại dai dai, bên trong mềm mềm, nó nhũn. Nếu mà rồi mình nhai luôn cả xương, ở phần xương cổ thì nó mềm ăn được các bạn ạ. Nhai luôn cả xương. Con gà là cái xương nó bé xíu. Ở cái chỗ mà xương cẳng chân thì nó cứng thì không ăn được. Cái phần gần gần cổ thì ăn hết. Cổ cánh thì hơi cứng. Như vừa rồi là ăn cái miếng vị tử là hơi chát chát, hơi đắng đắng chát chát. Cái này ăn được hết các bạn ạ, đảm bảo cái gì, mũi xương. Cái keo này các bạn, vẫn còn thòm thèm. Mình cứ tưởng là no lắm, thực ra thì cũng không no lắm. Tại lúc đến đây là mình cũng đói lắm. Hôm nay đói ăn đi anh em. Đúng thật là mình thấy là hơi lạ một tí là người ta để cái bánh mì ở đây này. Ăn thấy thực sự là không liên quan luôn. Đang ăn gà tần, kể cả ăn gà tần không nhưng ăn sang cái này thì mình cảm giác là nó hơi khác vị một tí. Nó không hợp nhau ấy. Đấy, nếu mà giả sử như là cái bánh mì mà để cái bánh mì không mà chưa nướng, có khi là mình thấy nó có cái độ phù hợp hơn. Cái này thì nếu mà gặp nước hoặc là ấy thì gọi cái này chỉ có ăn không. Ăn không là ăn với cả cái đồ nướng. Ăn xong toát hết cả mồ hôi rồi các bạn này. Mặc dù là ăn ớt thì cũng không nhiều. Theo mình thấy thì mì gà tần ở đây ăn ngon đấy các bạn ạ. Người ta có con gà ác nhỏ nhỏ này ăn thịt nó rất là mềm. Nói chung là mình nghĩ rằng là cái hương vị mì gà tần thì mỗi một quán có một cái khác nhau thôi. Về khía cạnh so sánh thì chẳng qua là nó phù hợp người này hay không phù hợp người kia. Còn đối với cá nhân mình thì mình thấy ở đây này, cái mì gà tần, cái nước người ta làm nó không bị ngọt quá, nó hơi ngọt thôi, nó cũng không bị đắng quá, nó hơi phơn phớt cảm nhận được cái độ đắng của cái ngải cứu thôi. Ngải cứu thì không bị già, nói chung là nếu mà nó non hơn một tí nữa thì mình sẽ thấy là nó sẽ tuyệt vời hơn. Còn đối với cả những cái hương vị thuốc bắc ở trong này mình cũng thấy cảm nhận là nó cũng vừa phải, nó cũng không bị quá nặng cái hương vị thuốc bắc ấy. Chính vì thế mà khi ăn thì cảm nhận được nó rất là dễ ăn, đặc biệt là còn đối với cả cái suất mì ngày hôm nay thì hôm nay trước khi vào đây mình rất là đói này. Nhưng mà ăn xong thì mình vẫn cảm thấy nó như kiểu là nó cũng chưa no lắm. Có thể là hôm nay mình ăn khỏe các bạn ạ. Còn bánh mì ở đây thì ăn riêng thì rất ngon, nhưng mà kết hợp thì mình cảm thấy là nó hơi nghịch lý. Có thể đấy là cái hương vị của mình thôi. Các bạn nếu mà ăn mì gà tần thì có thể đến đây ăn rất là ok đấy các bạn. Chỉ có điều là cái giá của nó thì mình nghĩ là 75.000 thì có thể là nó cũng hơi cao. Nhưng trong khu vực phố cổ, nhà phố cổ thì có lẽ chúng ta cũng nên ưu ái hơn một chút. Hoặc là chúng ta cũng có cái nhìn nó dễ chịu hơn một chút so với những nơi khác. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết clip này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.